ấy thì bác sĩ bảo là chị bị là bị thận, nếu mà ở nằm viện thì cho nằm viện, không có thì về cho ông thuốc. Thì với ông chồng mới cho ra đi mua thuốc. Thuốc xong bảo là thứ hai thì khám lại. Thì ông chồng lại bảo là thôi thứ bác sĩ bảo thứ năm mới ra khám lại. Thì về nhà cứ uống nước, mới cũng vừa bấm cái diêm chẩn về cái về cái bộ thận đấy. Thế nên lúc đi thứ năm đi ra chụp chiếu thì bác sĩ bảo rằng là cô không việc gì, bảo tôi vừa mới chụp chiếu cái hôm thứ bảy ở đây xong, bác sĩ chịu đưa bảo đưa phim cho thì đưa phim ra. Thế mới bảo bác sĩ này cho uống thuốc tiếp. Thì mà ra lấy thuốc thì bên phát thuốc thì bảo là của cô hết 2 triệu. Đấy, gọi điện cho chồng bảo anh ơi của mình hết 2 triệu mà bây giờ của em người ta bảo không thấy thoảng sỏi thận nữa. Thì bảo thế thôi về nhà lại ra hiệu thuốc hôm nọ mua. Thì hôm trước mới ra bảo là em mới bán cho tôi cái thuốc hôm trước tôi mua sỏi thận. Cô cái thuốc này của cô cháu chỉ bán cho cô cái giảm đau thôi chứ có bán cho cô thuốc đâu. Thế là về đúng là mình mới biết là mình bấm cái để về sỏi thận đấy thì là hết hết sỏi. Bấm bộ huyệt ạ? Bấm bộ huyệt. Mà sỏi đấy bao nhiêu xăng? Sỏi đấy thì lúc ấy thì cũng không nhớ bao nhiêu xăng nhưng mà có là có sỏi nhỏ. Sỏi. Bấm bao lâu? Bấm nếu đúng từ thứ bảy đến thứ năm đi khám lại đấy mà hôm cái hôm bấm thì nó cứ ra cái chỗ đi giải đi vệ sinh thì nó ra đau nó buốt thì chắc là nó tan sỏi thì nghĩ là như vậy. Thế còn có một cái nữa là bị vì tuyến giáp, đau tuyến giáp mới cứ đau họng quá là em gái này chắc là ta bị ung thư vòm họng rồi, ta đau lắm, đau quá không chịu được. Thế là đến lúc đấy em gái nó bảo hay chị đi chụp đi, thì lúc ấy thật sự là cũng tiền cũng có đi khám, đi chụp mất 300, cầm có 600 đi. Thế lúc người ta bảo mua thuốc cái 600 nữa cô ạ, bảo thì có mỗi 300 nghìn để uống thuốc rồi. Về cũng khỡ uống thuốc về mua 300 nghìn thôi, uống có một ngày. Thế về cũng bấm lấy bộ về tuyến giáp, thế là cũng khỏi luôn về tuyến giáp luôn. Thế đúng là thật sự là cũng về từ cái năm 2013 cũng biết đến hiện diện chẩn và học qua thì thực sự là cũng không muốn dùng thuốc một tí nào. Thì đa số là mình cứ tự mày mò và tự chữa cho mình. Vì mình bệnh nhiều quá cho nên là cũng muốn là ấy, thế đến bây giờ mới bảo là thế thì bây giờ cũng đi học để biết và chữa cho mọi người xem tình hình nào. Vì đầu tiên là gia đình chồng con không tin đâu, sau đó chồng con tin. Thì có một vụ như này, hôm ấy chồng đang ngồi xe máy mới rơi cái chìa khóa cúi xuống lấy xe máy, thì bản thân chồng cũng là về bệnh đau lưng thì là hàng năm cứ mùa rét là đã đau lưng và đi tiêm rồi và đi các bấm huyệt các nơi rồi. Thì hôm đó thì cách đây 2 năm thì bảo là đau lưng quá thì cúi xuống thì mới nâng lên mới đau lưng. Và thế thì ông có tin tôi không, tôi vào đây tôi chữa cho ông. Thế mới bảo ôi giời Ngũ ơi anh đau lắm, anh chữa thôi chắc không khỏi đâu, tôi cho anh đi chữa cái ông này. Ông nào không bằng bà này để đi tôi chữa cho. Thế là chữa đúng 2 ngày khỏi, từ 2 năm này không bị được anh nữa. Hay quá. Có duyên quá.